Em chào các bác, clip này sẽ lên sóng và báo giá cho các bác 5 cây đồng hồ tuyển chọn hàng vô cùng chất lượng, giá thì bao tốt, bao hợp lý cho các bác. Tuyển chọn được 5 cây đến từ các cái thương hiệu. Đấy. Bình dân có, cao cấp có. Đấy. Có 5 cây thì có các cái thương hiệu từ Ridgway này, Howard Miller này, Z Thomas này, Slide này, đầy đủ các cái thương hiệu và mẫu mã cho các bác lựa chọn. Đấy, được mấy cái cây này thì tuyển trong cái lô loa về nó rất là đẹp, cho nên là em sẽ lấy về em giao lưu cùng các bác. Toàn bộ những cây đồng hồ ở đây thì đều là sử dụng những cái cỗ máy đại, cỗ máy lớn và chơi 12 gông, 12 búa, 3 bản nhạc. Những cái dòng máy nó nhỏ hoặc là nó thấp cấp thì bên em không lấy về, chỉ lấy những cái loại khá trở lên thôi để giao lưu cùng các bác. Đấy, các bác cùng ngắm nhìn dáng vóc của những cái cây đồng hồ hôm nay. Đấy, thiết kế thì rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp. Ở đây thì là một cái cây cao cấp, cây Howard Miller 610881 các bác nhé. Cây này thì em sẽ quay sau cùng vì cây này là cây gấu nhất và nó cũng hiếm ở trên thị trường, một cây cao cấp tiếng tăm lừng lẫy. Em sẽ quay các cái cây bên này trước. Những cây này thì có giá bình dân chỉ khoảng là hơn 30 triệu một chút thôi. Đầu tiên thì em quay cho các bác một cây đồng hồ Ridgway. Một cây đồng hồ Ridgway. Cây Ridgway này thì khá đẳng cấp. Cây Ridgway khá là đẳng cấp, thiết kế đẹp với cái dạng là mái vòm cổ ngẫm thiên nga và cây màu gỗ thì là cái màu gỗ anh đào. Đấy, rất là sang trọng. Cây Ridgway này thì hiếm có ở trên thị trường. Đấy, cái phần thiết kế kính ở dưới thì nó là cái kính cong. Đấy, nó sẽ cái phần ở dưới ấy, và cái phần ở trên ấy, là nó sẽ đối xứng nhau, tạo lên một cái vẻ cân đối và hài hòa. Đấy, một cây bình dân nhưng mà có cái thiết kế rất là đẹp. Cây này rất là đẹp, mang dáng vóc của những cái cây đắt tiền. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có là cái hệ thống mái vòm cổ ngẫm thiên nga. Đấy, có một cái con tiện ở chính giữa, hai bên thì có cái họa tiết hai bông hoa, rồi những cái đường chạm trổ. Đấy, mặt nu rất là đẹp. Hai bên có các cái đường song tiện từ trên xuống dưới các bác nhé, rất là đẹp. Phần chân đế thiết kế phải nói rằng đỉnh luôn. Đấy, những cái phần kính cong rồi kính mài vắt cạnh làm khá là chi tiết. Cây này thì mang thương hiệu Ridgway, sử dụng cái cỗ máy 12 gông, 12 búa. Cây này thì có cái kích thước là chiều cao là 2m14, chiều ngang là 61 và chiều sâu là 35. Đấy, giá là 33.500.000 đồng. Thì em có ghi vào đây rồi, bạn nào lấy thì em lấy khăn lau đi là hết. Đấy, về cái phần phía bên trong, đây, các bạn nhìn rất là đẹp, toàn bộ nẹp chân kính này, kính zin hết này, xuất sắc luôn. Đấy, cây này thì còn cả sổ sách giấy tờ ở đây. Về cái phần mặt số của cây đồng hồ, mặt số thì sẽ có những cái họa tiết hoa văn rất là nổi bật. Chúng ta sẽ có bốn cái họa tiết đồng ở đây. Đấy, được đúc rời và gắn vào. Và cái phần chi tiết ở phần chính giữa đây cũng rất là ngầu, logo của Ridgway. Phần bên trên là lịch đồng hồ trăng sao. Đấy, lịch đồng hồ thiên văn rất đẹp. Đấy, toàn bộ mặt số là nét căng, không có zoom gì bất cứ một chỗ nào, xuất sắc luôn. Kim rốn thì ở vị trí chính giữa. Máy thì có ba em tạ cước và phần lắc thì là lắc đàn, trên lắc thì cũng có điểm một số các hoa văn, hình thức còn rất là mới. Và chúng ta sẽ xem cái phần cỗ máy của em Ridgway ngày hôm nay. Em này thì cái phần máy thì nó còn quá là mới luôn. Đây, máy 12 gông, 12 búa. Đây, các bác nhìn vàng ươm luôn, đẹp xuất sắc. Đấy, nó đến giờ nó điểm chuông, các bác nghe chuông luôn. Đấy, đó là chuông của em Ridgway. Em sẽ mở đến cái chuông điểm 7 giờ cho các bác chúng ta nghe. Nó sẽ gõ đúng 7 tiếng ạ.
Đấy, các bác chúng ta cùng ngắm lại cái dáng của em Tuyết Khuê. Em tiếp theo là một em đến từ thương hiệu Hogan Miller, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Em này thì gọi là em sò. Đấy, em tủ cây sò. Các bác thấy cái hai cái mu của nó giống như hai cái mu con sò. Đấy, anh em gọi là con sò. Rất đẹp. Đấy, trên lóc đây, các bác nhìn nhé. Trên lóc chúng ta sẽ có rất là nhiều hoa văn, hoa lá cảnh này, và những cái đường chạm trổ sắc nét. Đấy, hình cây sò trên cùng. Rất đẹp. Đấy, cây này thì sử dụng cái vỏ gỗ sồi của Mỹ. Đấy, gỗ sồi của Mỹ. Và ở bên dưới thì có những cái đường cong, uốn lượn, bo cạnh. Đấy, phần chân đế làm rất là đẹp. Vỏ gỗ sồi của Mỹ và sang trọng. Cực kỳ là sang trọng luôn. Đấy, kính ở bên hông cũng là kính mài vát cạnh các bác nhé. Đấy, và cái phần kính ở đây này, nó sẽ lượn theo cái gỗ. Rất đẹp luôn. Mặt số của em này thì toàn bộ là màu vàng. Đấy, toàn bộ là màu vàng sang trọng. Cũng có bốn cái hoa văn ở xung quanh và một cái hoa văn ở giữa. Xuất sắc luôn. Lịch trăng sao, lịch thiên văn của chúng ta đầy đủ. Đấy, mặt số còn mới mà. Còn mới phải lên tới 95%. Đấy, kính cũng là kính zin nhé, các bác nhé, rất là đẹp. Cỗ máy 12 gông, 12 búa và chơi 3 bản nha. Lắc ở đây thì cũng có hoa văn. Cây này thì cũng còn cái giấy tờ ở phía trong. Và chúng ta sẽ quan sát cái phần máy. Toàn bộ cây em tuyển chọn rất là mới ạ. Đấy, cây máy thì vàng ươm luôn. Đấy, nó còn khoảng trên 90%. Đấy, chơi 12 gông, 12 búa, 3 bản nhạc. Tất cả còn đều rất là đẹp. 3 tạ cước và sử dụng lắc đàn. Cây này thì có cái kích thước là cao 2m16, chiều rộng 63 và chiều sâu 40cm, giá là 34,5 triệu đồng. Rất đẹp. Mời các bác thẩm chuông của em này. Chơi 3 bản nhạc. Chuông 15 phút các bác nhé. Bây giờ thì sẽ là chuông 30 phút này. Chuông 45 phút này. Bây giờ là chuông điểm giờ, 2 giờ các bác nghe nhé. Đấy, 2 giờ điểm 2 tiếng. Các bác chúng ta cùng ngắm lại cái em sò này. Em sò này thì thiết kế 4 cánh. Cái phần trên này thì các bác không cần chìa khóa. Đấy, các bác ấn vào là xong. Đấy, rất đẹp. Em tủ sò. Cây tiếp theo em giao lưu cùng các bác là một cây cũng rất là hay. Một cây đến từ thương hiệu Z Thomas. Cây này khá là hiếm ạ. Nó được xuất cho thị trường Anh. Đây, cây Z Thomas này thì cây nổi bật của cây này là độ mới, rất là mới và đời cũng là đời cao. Đấy, những năm chín mấy và nó có cái phần chuông to. Chuông to nhất trong số những cây ở đây. Đấy, các bác nào mà thích chuông to, âm vang lớn thì các bác chơi cây này. Cây này cây Z Thomas. Và chiều cao của em nó 2m15, chiều ngang 62 và chiều sâu 37,5cm. Thiết kế mái vòm chia 3 buồng ở đây. Giữa có họa tiết vân nu rất là đẹp. Đấy, vân nu. Những cái vân nu này thì họ làm phải khá là kỳ công mới tạo ra được cái phần vân nu. Và mái vòm ở đây thì sẽ chia làm 3. Đấy, ở giữa vị trí trung tâm cây Z Thomas của chúng ta đây, với cái phần mặt số. Đấy, trông rất là hiện đại, sang trọng. Toàn bộ là những cái hàng em tuyển, các bác thích độ mới của cây nào cũng phải trên 90%. Và trong cái phần này thì nó hơi tối, nó khó quay, còn thực ra nó rất là mới ạ. Cây này thì nó của cái thị trường Anh, xuất cho thị trường Anh các bác nhé. Đấy, máy thì vẫn là máy Đức. Đấy, nhưng mà xuất cho thị trường Anh. Cây này mang thương hiệu Z Thomas. Rất đẹp. Hoàng gia Anh. Mang phong cách Hoàng gia Anh. Kính ở đây là kính cong.
kính bo từ trên xuống dưới rất là đẹp. Lắc đàn, tạ cước toàn bộ 4 cây 5 cây ở đây của em này sử dụng lắc đại nhé. Đây, lắc rất là to. Đấy, lắc rất là to luôn. Đấy, bên trong thùng bè còn mới, đẹp xuất sắc. Chúng ta sẽ thẩm chuông của cây này. Đây, các bác xem phần lật máy một chút ạ. Máy mới khủng khiếp luôn ạ. Máy mới vàng óng. Em này thì sử dụng cái bộ máy của Azika. Đấy, bộ máy của Azika. Đấy, rất là đẹp. Rất là đẹp, xuất sắc luôn ạ. Đấy, những cái phần gông này nó còn xanh lét. Đấy. Và những cây đồng hồ đây thì đều có cái đèn sáng nhá, đèn để cho các bác thắp sáng. Đấy. Em sẽ test chuông, em mở bài Westminster, chuông 15 phút. Chuông con này to khủng luôn. Chuông 30 phút. Chuông 45 phút. Chuông này là chuông điểm giờ 11 giờ. Các bác cũng ngắm lại cái cây đồng hồ Z-Thomas này. Chuông rất to. Cái này các bác nào mà dễ ngủ hoặc là để kê xa phòng ngủ thì chúng ta chơi được này, chứ còn để gần phòng ngủ thì đêm nó đánh rất là to, như chuông nhà thờ luôn. Đó, cây đó là 34 triệu đồng các bác nhé. Đấy, những cây này thì loanh quanh khoảng 33 đến 34 triệu thôi. Đấy, có cây này thì 34,5 này. Cây này là cây Slide. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ ạ. Đấy, cây Slide thì cái dáng của nó khá là đặc biệt. Đặc biệt ở cái phần mái vòm. Nó có một cái họa tiết ở chính giữa. Em cũng không biết gọi là cái gì. Đấy, chứ cái mái vòm đẹp. Và bảo gỗ sồi Mỹ. Đó, cái mặt số của nó vàng óng luôn, vàng như vàng gold. Đấy, cũng chơi ba bản nhạc, tình trạng siêu đẹp, lịch đồng hồ trăng sao, thiên văn đầy đủ. Đấy, xuất sắc luôn ạ. Đấy, đây các bác nhìn về cái độ mới của em, nó mới khủng khiếp luôn. Đấy, chơi ba tạ, lắc đàn, lắc slide và cũng có cái hoa văn ở đây, rất là đẹp. Đây, cây Slide Modern. Modern của cây Slide này là 0940-1AB các bác nhé. Đây, rất là đẹp. Chân kính này. Đấy, vắt cạnh hết. Đây, xuất sắc. Và chúng ta sẽ xem cái phần máy của cây Slide này. Cây này thì sử dụng cái dòng máy cao cấp. Đây, máy là KSU33, đấy, dòng máy của Kenziner, rất là nổi tiếng của Đức. Cỗ máy hoạt động hoàn hảo và chính xác. Độ mới thì xuất sắc luôn. Gông kiềng còn sáng. Em sẽ báo giá cho các bác. Cây này là 34 triệu 500 ngàn đồng. Kích thước là 2m1, ngang là 64 và sâu là 35. Mời các bác thẩm. Em chuyển sang bài Squid. Ở những cái chế độ mà gạt thay đổi chuông ấy thì các bác hạn chế gạt, bởi vì là khi mà mình gạt
chưa đúng cái điểm hoặc là cái điểm tiếp xúc của nó chưa đúng thì nó sẽ không kêu chuông. Vì thế này chúng ta chỉ lên để ở một cái bài nhất định, hạn chế thay đổi. Em chuyển sang bài Squid cho các bác rồi. Đó. Quedminton, đây là bài Quedminton, lúc đầu là để bài Squid. Chuông rất hay. Có máy của Kanzinia thì nổi tiếng rồi. Cây này giá 34.500.000 và một cây siêu VIP ngày hôm nay. Vâng, em dành thời gian để quay cuối cùng với các bác. Cảm ơn các bác đã chú ý chúng ta đón xem. Cây này Howard Miller, mã số là 610881. Cực hiếm ở trên thị trường, một cây đồng hồ cao cấp, sang trọng, nó khác biệt hoàn toàn với những cái cây đồng hồ khác. Ngoài những cái tính năng như trên, em này nó còn có cái chế độ tự động ngắt chuông đêm. Đấy, một cây có cái dáng nó to, nó bề thế. Và to, nó bề thế, rất là khủng luôn ạ. Cây này rất là to. Và phải nói rằng với cái chiều cao của nó là 2m16, chiều ngang là 68 và chiều sâu là 41. Và nó cũng rất là nặng. Một cây đồng hồ cao cấp thì các bác thấy cái thiết kế của nó đỉnh luôn. Cái mái vòm cổ ngỗng thiên nga thể hiện cái sự uy quyền. Ở giữa thì có một con tiện và cái hình bông lúa mạch. Cái hình bông lúa mạch, cái hình này họ khảm ở đây nhé. Họ khảm ở trên này và phải rất là nhiều công đoạn thì mới có thể khảm được cái hình bông lúa mạch ở đây. Cái mái vòm cổ ngỗng thiên nga có hai cái biểu tượng bông hoa rất là đẹp và xuất sắc luôn. Một cây đáng đồng tiền bát gạo cho các bác chơi. Và những cái phần cơ bắp, những cái phần con tiện ở đây, con song tiện ở đây làm to bản, khỏe khoắn. Đấy, rất là to. Rồi cả cái phần khay cửa sổ ở đây ạ. Đấy, cũng làm lớn khủng khiếp luôn. Chúng ta sẽ quan sát chi tiết ở bên trong của cây này. Đây, cây này đỉnh cao luôn. Đấy, thương hiệu Howard Miller. Đấy, rất là nhiều các cái họa tiết mặt số này đẹp. Đấy, lắc kê vàng rất là đẹp. Đấy, lịch thiên văn trăng sao làm cầu kỳ. Đấy, cái họa tiết ở chính giữa này nó sẽ trùng với cái họa tiết ở trên cái phần con lắc luôn. Đấy, và cái phần tạ, đấy, cái phần tạ các bác thấy đẳng cấp chưa, tạ triện nhá. Đấy, trông cơ bắp chưa. Đấy, một cây gấu nó khác biệt so với những cái cây khác. Rồi cái phần thùng bè này làm rất là kỹ. Đây, bên trong thì sách vở vẫn còn đầy đủ. Đấy, rất đẹp. Cây này có model là 610881. Đấy, thì các bác cứ tra cái phần Howard Miller 610881 này. Thì giá trên thị trường các cái shop anh em họ chuyên bán đồng hồ ấy, thường giao lưu cây này với mức giá khoảng 70 triệu đồng các bác nhé. 70 triệu đồng. Tuy nhiên giá bên em thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tí nữa em sẽ báo và các bác cứ quan sát kỹ đi. Cây này thì đẹp từ đầu đến chân luôn. Hoàn hảo, không một góc chết. Này, xuất sắc. Lắc này, tạ này, rất là mới và cái phần mặt số đỉnh cao luôn. Đấy, chúng ta sẽ xem máy nhé. Máy cây này thì có cái mã là MSU02. Cỗ máy quá nổi tiếng ạ. Cỗ máy đỉnh cao luôn. Đèn sáng, cái đèn này đèn thắp sáng các bác nhé, sử dụng cái điện 120V của Mỹ. Đấy, đây. Máy này quá mới luôn ạ, như vừa sản xuất ngày hôm qua. Đây các bác xem cái phần phía sau, cái phần dây nguồn để chúng ta cắm cái đèn sáng. Đấy, cái Howard Miller, cái model của nó. Đấy, nó còn dập nổi cả cái phần hậu phía sau. Đấy, phần hậu còn rất là mới luôn, mới đẹp khủng khiếp. Cỗ máy của chúng ta sử dụng 12 gông, 12 búa và đặc biệt là có cái tính năng cao cấp, đó là tự động ngắt chuông đêm. Một cây cao cấp có tính năng tự động ngắt chuông đêm. Chúng ta sẽ test cái phần nhạc tự động ngắt chuông đêm, là nó sẽ ngắt chuông đêm cho chúng ta từ 10 giờ 30 cho tới 7 giờ 30 sáng. Em sẽ test chuông nhé. Vừa rồi là cái chuông của cây phía sau nó kêu.
quá hay cho một cây Howard Miller đỉnh cao 610881, một cây thiết kế phải nói rằng tuyệt mỹ ạ. Chung 15 phút. Đây, em mời các bác chúng ta ngắm lại cây Howard Miller 610881. Cây này các bác bày vào không gian nhà mình thì đẳng cấp luôn. Đấy, giá bên em giao lưu cho các bác là 55 triệu đồng các bác nhé. Đấy, trong khi giá thị trường khoảng 70 triệu đồng cho cây sản phẩm cây Howard Miller này. Đấy, các bác có thể là lên Google các bác tra thông tin được cái cây này luôn. Cây này quá nổi tiếng, nó có cái mã số của nó rồi. Đấy, bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và có vận chuyển đi xa cho các bác nếu như các bác có nhu cầu. Đấy, các bác quan tâm bất cứ cây nào thì các bác alo trực tiếp cho em. Cây Howard Miller này có mức giá 55 triệu đồng. Cây Ridgway, mái vòm của Ngỗng Thiên Nga 33 triệu rưỡi. Cây tủ sò của Howard Miller là 34 triệu 500. Cây Z Thomas này em giao lưu là 34 triệu và cây Slide em cũng giao lưu 34 triệu 500. Các bác yêu mến cây nào thì alo cho em. Toàn bộ là những cái hàng tuyển chọn chất lượng rất là kỹ về để phục vụ cho các bác. Em là Trần, cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.